Hai đô chuẩn bị nghe theo lệnh trọng tài chống xe đài. Thi đấu dặn và thờ. Nên trao phần thưởng cho cả hai đôi. Trang phục.
theo dõi cơ bàn thờ để khai mạc cho giải mật cổ truyền của lễ hội truyền thống hàng phụ lưu thuộc chúng tôi xin mời keo vật leo